Có loại lục bình luôn hả? Nhít dữ à. Gà là rồi lên hàng luôn cả nhà ơi. Nó chừng chừng như tới lâu vào nào đó hay rồi, em đây có cỏ nè. Chắc có sạp cái anh xem. Ba con hả? Bạn sống nước ngoài. Tắm anh quên xem. Con nó chết luôn. Nó còn sống. Nha. Được ba chú cái sống mình bỏ sạp luôn. Thao vô đầy. Lóc lóc cá ăn rửa mặt rồi mà sao bữa nay cá nó rửa hoài luôn. Không sao đâu, gửi nhiều một chút tốt. Tại sáng gửi chưa sạch đó. Lâu nữa gì? Chưa. Thấy anh lâu gỗ gàng mà. Ồ, nay còn muốn ngồi xíu à. Gà mới vui. Gà mới vui hơn hả? Có ngày nó cho sang tắm rồi ta. Nó sang dơ lắm hả. Ồ có kìa, có kìa. Nó thấy không? Em nói rồi đúng không? Nó đang đốt bóng nữa. Đây, lên hàng tiếp tục. Cái con khủng khủng luôn sao? Nãy giờ chưa con khủng ha. Cỡ cỡ không? Mình cắt để ngoài đi rồi hồi ôm bắt để ngoài đi rồi hồi mình đã bỏ vô được. Hai ba con nó bỏ vô sạch là thì dở khó. Dính nồi mà kêu sang cắt anh cắt thiệt luôn á. Anh Tám vừa hổm. Ủa anh Tám anh Sang ta? À, anh Sang. Ta ruột rồi còn cắt mới chịu luôn. Mới lên là dữ lắm vậy. Lên cái nó trúng vô trong đó, nó cứng ha. Ừ, cái đuôi nó mạnh lắm. Đi đọc hình dây nữa. Chút xíu đi có gì. Chỗ này ở ngoài cũng cạn à, không sâu. Xong cái bé này chỗ nào sâu cạn nhìn là biết liền đó nha. Tại vì cây gạo nó cắm nè. Cái cây nó cắm ló cao thì lúc nào cũng cạn, mà cây này nó chặt ngang khúc đọt. Thế còn nguyên cây tre mà còn muốn đọt hả ha. Múm đọt nó mới dài. Còn này cây tre này nó chặt hơn nửa cây nó cắm. Chỗ này càng.
còn mấy bên sông bánh là cái kêu bằng dôi á, bên vịnh bên dôi á, bên đó là rất là sâu. Chào à. Ồ thuốc kia kìa. Còn lấy dính bên kia sao? Vậy nhắn á. Còn không? Còn đâu, nó dậy một cái. Còn cái nữa mới được. Lên rồi. Ừ, lấy dính gạo nữa nè. Lấy bên kia còn có dính hay sao? Dính gì đó. Không sao đâu, dính nhiều còn tốt. Mới quậy đằng cái gạo nó cá, không biết phải cá hay là cò. Ồ, mảnh thiệt kìa. Anh giờ không sao? Ủa, cá khá của gan hả? Ồ, nhứt rồi. Ồ, chắc ăn là con cá luôn. Con sang đang lâu dính gạo đây đẳng nó dãy nè, không biết có dính được hai con không đây. Kìa, quá à. Quá rồi. Lên trên luôn. Con sao? Đẳng chắc ăn là con rồi đó. Đẳng chắc ăn là con rồi đó. Mày chắc ăn lặn luôn hay gì? Sáng yếu cái lặn hoài không được lặn hả? Quá vậy à. Ồ. Bự rồi ha. Lên trên cũng không biết lên đó. Cá lên trên nó cũng quậy lớn. Đây anh sang đang lôi. Đang phân dần không biết lặn hay không nè. Kéo lên không được còn phải lặn. Đã giờ anh tám phát anh lặn rồi mà. Thấy không? Chạy đường nào được. Đánh tôi rồi mà. Chơi lên lên lập bình. Trời. Chưa được lặn nữa hả? Có dính không? Không. Đó, lên được rồi. Sang nó dính cây mà không dính cá à. Con này chắc ăn là dính đây nè. Rồi dính gạo tiếp tục.
con này nó lâu dính gạo nằm trên quá ha, nó dậy quá trời. Thấy chưa? Sao anh sang? Ừ. Sao rồi? Chín gạo hay dính một bình vậy? Nóc tiêu rồi. Anh dậy sức rồi, dậy sức rồi. Ô, đạp dây được nè. Chín gạo quá để đổ cát. Bơi lại nó rút 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 làm sao anh, rút làm sao anh, rút dây rồi làm sao anh, bơi lại đánh giờ chưa thấy mặt cá nào nữa mà dễ quá trời, đừng biết sao đây. Ô, còn chết luôn rồi. Vì nó nắm lên luôn đi. Quán đồ cây ngọt. Cái này quá to luôn nha. Cái này gần 3 ký thôi. Đem 3 ký có luôn thôi. Cái này nó mập, dài nữa. Ngọt cái gì đó cho trong lục bình. Đang dễ dữ gì nè. Ngọt quá. Tiếp tục luôn. Bây giờ anh sang ướt lần gạo hoài mà chưa được lặn nữa. Bây giờ anh em mình vô bình cuốn cũng khá là khó khăn đó nha. Bây giờ tới hôm đó cũng hết câu của mình nè. Cái này dính cũng được 14-15 con vậy đó. Về tới nhà mình quay quả nhà xem sao. Chú đó bự nhất rồi. Đang sạp nữa. Cái đây cũng hết câu luôn rồi. Rồi giờ nên mình về. Còn nó lửng hết. Nên mình về tới nhà giờ khiên cá lên. Đây được con thao luôn. Chỉ mà hai em lấy mất tới cái son xuống. Hai mươi lăm ký hả? Dòng đường này á, dục lên cân luôn đi. Chắc là chân. Rồi, nóng luôn. Hello. 30 ký. 34. 34 ký trừ 2 ký còn lại 32 ký. Bữa nay đón xài chịch quá. Khiên thì không nổi gì mà nó 25 ký. Rồi hôm nay chết chân luôn. Bình nó hết bình. Bắt cái rửa luôn anh Tám à. Người nào bữa nay cái bình mình đi hết rồi. Rồi
còn chiên bò họ bỏ vô chưa sống luôn đó không được chó còn tắm tao không rỗng từ từ chứ. Chú nhà to nhất nè. Mấy chú cá mình cắt lưỡi này là còn sống hết nữa nha. Nhưng mà không có máy oxy cho nó chết. Con này sống luôn. Còn ngáp ngáp nè. Ngáp bụng đó. Gì đâu, cứng mình. Trong bông lao kìa. Để này có chuyện nổi nó ngoài ngoài luôn. Là món gì anh Lộc? Lẩu món gì? Lẩu gì? Lẩu chua. Lẩu chua. Cái vàng làm lẩu chua hả? Quá ngon. Đây là cá cha hồi sáng mình đi trang câu về, mình làm lẩu giấm. Cũng có mua đồ để dành ăn lẩu giấm. Mình cũng có làm thêm một món là cá chiên ốp nước mắm. Mình chừa những khứa khứa này lại mình chiên ốp nước mắm. Con cá cha này thịt màu vàng rất là đẹp nữa nha. Ở đây là có hai con. Con này màu trắng này. Con thịt rất là rõ ràng. Con thịt màu vàng nha. Con này màu trắng. Con thịt nam màu trắng này ăn thịt nó bở thôi. Còn màu vàng nó rất là săn chắc. Nước lẩu giấm. Đây là cá chiên. Cá này mình ốp mắm rồi. Rồi lẩu giấm làm xong luôn cái nhà. Mời cả nhà dùng với anh em mình nha. Đây là cá cha chiên ốp nước mắm. Rồi vô anh hai ơi. Ê, ba không có vô đâu. Đầy gấp đào á. 60 ngàn đâu đó, 55 ngàn thôi. Chiên mắm này không hết nè. Tám ơi, còn thiếu ít men. Rồi được rồi, đừng bỏ nó, chặt cứng rồi. Được rồi, nói rồi. Mấy con sọc. Mấy con rồi hả? Mấy con rồi xuống nha. Cái bánh chút rồi không? Thiếu hết men hay gì? À. Ờ, men là có liền. Rồi mời cái nhà dùng lẩu với anh em mình nha. Lẩu giấm với cá cha chiên giòn. Làm ít bụi đế. Em ơi. Được. Được. Mở nhá anh ta.
ăn rồi. Tôi ra chơi. Rồi, đùa thêm. Chì trước rồi. Chưa ăn chưa kẹt hả? 28 quá mà. Kẹt dưới 2. Nhưng mà cái kè mà, củ kè. Cái đó vẫn là củ trái cây mà. Thế sẽ làm thêm thùng nữa không? Nó hơi chui vậy hả? Chờ hết muỗng chưa? Hết đằng tôi đưa cho cái này vô nè, là chỉnh bóng bớt. Bóng này phải nhạt đâu, biết đâu. Chỉ bóng không phải dễ biết đâu. Vô. Vô. Nữa hả? Trời. Từ bản đâu, vô. Mới nhai lọc sọt, cái gì cũng có cách thức. Không chào hả? Chào, không chào. Rồi video săn bắt của anh em mình tới đây cũng xin kết thúc. Hẹn gặp lại cả nhà những video sau. Cảm ơn cả nhà đã xem video của anh em mình. Xin chào cả nhà nha. Bye bye. Mời cả nhà một lần nữa dùng lẩu giấm cà chua. Cũng có dao vườn nữa nha. Cà chua chiên giòn. Có cơm mắm.